cập bến 9 máy hút ẩm sáp vali 10 lít mọi người này. Thì buổi sáng hôm nay mình vừa cập bến thêm 9 máy mọi người nhá. Tất cả hàng đều trắng đẹp, nguyên zin hết mọi người nhá. Nguyên zin trắng đẹp hết này, hàng là siêu siêu tuyển luôn. Và tất cả những con này thì bên em đã đổi nguồn 220 vào rồi. Đổi nguồn 220 vào rồi mọi người nhá. Hàng sắp đi nguồn 220 hết rồi. Đấy, mà đây là điện bình thường, điện là điện 100. Đây ạ, ví dụ như đây em sẽ cho mọi người xem thông số một con nhá. Ví dụ như con này là Z100 này. Đấy, Z100 này, đến 2010 này. Đấy. Con này thì chạy có 300W thôi và con này đã đổi điện 100 hết rồi nhá. Đấy, chạy cực kỳ ok rồi. Hàng tuyển đúng không ạ? Hàng tuyển. Bác thay vì các bác mua điện 220 những con này nó chạy ổn ổn thì các bác mua một con này và các bác đổi nguồn vào, nhưng vì dòng sắp vali đổi nguồn cực kỳ dễ luôn, nên là con này thì dùng rất là ok. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu về những con máy hút ẩm này, những con 10 lít thì dùng được khoảng 35 mét vuông đổ lại mọi người nhé. Hút vali, sắp vali rất là tiện đúng không ạ, có bánh xe này. Đấy, quay sách rất là thiết kế, rất là đẹp, nhỏ gọn. Đấy, thì phù hợp cho phòng khoảng 35 mét vuông lại. Có một con màu cực độc nhé, màu xanh mọi người này, màu cực độc luôn. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu về những dòng hút ẩm sáp 10 lít điện hàng nội địa Nhật mà lên điện 220 liên hệ bên em nhé. Hiện tại bên em có 9 chiếc vừa về xong, 19 chiếc vừa về xong.